Đúng rồi, cho nên người ta đúng là khi người ta hỏi mình là bây giờ anh tỉnh thức để làm cái gì, để trả lời tỉnh thức không để làm gì cả. Tỉnh thức chỉ là tỉnh thức thôi, chỉ là mình nhận ra cái sự thật thôi, chứ không phải tỉnh thức để tôi trở thành một cái người này người kia cái gì đó ghê gớm. Mà tỉnh thức để làm gì đó, tức là nó bị sử dụng bởi cái bản ngã rồi đúng không? Đúng rồi ạ, đúng rồi Bản ạ, ngã nó sẽ dùng cái đó để trở làm thành. tiền, để nổi tiếng, để mà làm thầy của người ta, đúng không? Đúng rồi, Thật nó tất nói cả đó, những cái nếu mà quá nói trình tỉnh thức đó. làm gì đó, nó thổi lắm, nó không nghe được. Đúng rồi, đấy là ngộ nhận, đấy là ngộ nhận, đấy là ngộ nhận. Bởi vì thực ra thì ngay bản thân mình cũng thế thôi, mình cũng đã từng trải qua những cái lúc như vậy, Đúng cái rồi. nhầm lẫn anh ạ. Tỉnh thức có sự nhầm lẫn nhiều lắm, Có và nó cần thời gian để gàn lọc. thời gian để gạn lọc, để từ từ, giống như là em nói với anh, em bảo là em muốn làm chủ tánh biết đấy. Làm làm chủ tánh biết được. Đúng rồi, giống Đấy như là cái mình bản ngã nó muốn nắm bắt, nó muốn chụp vâng ạ. chụp lấy cái, chụp lấy cái không gian của cái biết, cái trường Dạ biết đúng này, nó rồi, muốn chụp, đúng rồi, nó làm, muốn sở hữu, nó muốn làm một cái lồng để nhốt cái tình thức dạ là đúng không? Để nó dạ sở hữu nó, giống như mình lấy cái hồ mình chứa nước vậy đó hả? dạ Mình một cái muốn cảm cái giác, một cái cảm giác mà rất là vui, mà khi mà mình bây giờ mình nhận ra là những cái mà kiến thức của mình, những cái năng lực của mình, những cái suy nghĩ của mình á, mình vẫn có thể dùng nó, mình vẫn có thể dùng nó một cách linh hoạt, mình vẫn là mình chính mình thôi, nhưng mà mình không không đồng hóa với nó. Rất là thích cái chỗ đó, cái cảm giác đấy, mình không còn đồng hóa với nó nữa, mình không còn bị nó gọi là bị nô lệ, mình không còn nô lệ cho cái bản ngã nữa, mình tự do hoàn toàn anh. Anh nghĩ đó là cái sự tỉnh thức, trải nghiệm tỉnh thức là một cái bước nhảy vọt, tức là nhảy băng đấy, nhảy từ A đến Y, nói theo cái mẫu từ đó. Thành ra đó sau cái tỉnh thức ấy, thì những cái bước mà B, C, D chưa có nhảy đó là phải phải tập phải phải đi qua những cái bước đó để mình chuyển hóa những cái suy nghĩ cũ đó, những cái suy À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, anh nói từ đúng cái đấy ạ, óc, đúng rồi, từ cái óc bản đúng vậy, ngã đó, từ cái tại vì thói quen đó, con người mình đó là nó thói quen ghê lắm, trong cái người này đó nó có thói quen về ăn uống này, về suy nghĩ này, đúng đúng không, rồi, về cách đúng làm rồi, việc này. Nghĩ đi, bây giờ mình, ví dụ như đi xe đạp cái gì, hoặc lái xe thôi, xe hơi đó, nó thói quen hết rồi đúng không? Hồi đầu mình tập đi xe đạp là mình phải làm cho người mình nó quân bình để khỏi bị té rồi đó, rồi nó quen đó, nó có thói quen xong rồi nó đi tự nhiên, nó tự nhiên nó đi thôi, không có phải không sợ té nữa. Thì lái xe cũng vậy Đúng đúng rồi, không, đúng rồi ạ, lái xe cũng thói quen hết, quẹo rồi để vô đèn đèn báo, đèn bảo quẹo phải phải bên trái gì đó, rồi nhìn chuyển nó, tất cả những thói quen hết đó. Tại vì mới tập đó, khó lắm đúng không, căng lắm, đúng rồi ạ, nhìn kiến chư hầu, nhìn bên này nhìn bên kia nó mệt lắm, mà lúc quen rồi đó tự nhiên nó tự động hết, tự động tự động tự động. đúng rồi, đúng rồi. Thật ra con người mình á, những cái thói quen á nó cũng tự động hết, từ cái gì, từ cái tâm thức bản ngã đó đúng không, từ cái mà nghĩ có mình và có thế giới ngoài kia không không phải là mình đúng không, thì những cái tâm thức đó đó nằm ở trong mình đó, nằm giống như địa cầu đó, nó có nhiều vùng lắm, Á Châu, Âu Châu, Úc Châu, tùm lum hết, vùng miền nó nhiều lắm, thì cái tâm thức mình nó cũng rộng lớn như vậy đó. Tỉnh thức nó có thể là một góc này thôi, còn những góc kia nó vẫn chưa có biết tỉnh thức, thành ra phải phải đi qua, giống như Đúng đi qua rồi B, ạ. C, D, E, F đã đại khái vậy đó. Chứ không có phải là một lần mà tỉnh thức một lần cái tự nhiên cả thế giới là sáng hết rồi, không có, cái tâm Đúng thức nó rồi, rộng chính lớn xác, lắm. chính xác, đúng rồi ạ. Nhưng mà nhiều người đó họ họ nghĩ là ồ anh tỉnh thức bây giờ sao, tại sao anh cứ sự kỳ vậy, nói giờ chưa tỉnh thức mới một chỗ thôi, một góc thôi, Đúng rồi, có những cho chỗ nên tới chưa. cho nên mình nói giống như là mặt trăng vậy đó. Mặt trăng, khi mà mặt trăng vốn dĩ là nó đã sáng rồi, nó đã tròn đầy rồi, nhưng mà do mây che khuất, lúc thì khuyết, lúc thì bán nguyệt, lúc thì tròn đầy trăng rằm, thì tỉnh thức nó cũng vậy, mình từ 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 mình sáng ra rồi đấy, giống như là mình chiếu soi hết mọi cái góc cạnh của cái tiềm thức của mình, Đúng rồi. nhờ nó được Tại vì tiềm thức nó được xây dựng bằng cái hiểu của bản ngã đúng không? Cái hiểu của cái tôi. đúng rồi ạ, Đó, thành ra ví dụ như là mình trải qua những cái biến cố như là bị người ta hành hạ mình, ví dụ như vậy đó. Thì cái ký ức về bị hành hạ đó nó nhìn nhìn từ cái tôi bị người ta hành hạ đúng không? Tôi bị người ta ngược đãi. Đó thì đó là cái ký ức nó nằm trong những cái tế bào của mình, những cái tế bào thần kinh của mình nằm trong cái bộ nhớ của mình đó, nó Dạ.
nó bị gọi là mặc bị định, nó kiểu như bị mặc định là mình bị như vậy. à, mặc định, đúng rồi, và nó Dạ bị hiểu cách méo mó, đúng không, nó méo mó, nó dạ không có đúng như sự thực, là nó chỉ là cái chuyện đó nó chỉ xảy ra thôi, chứ nó không có tôi, cũng có anh, cũng có ai đó, nó chỉ đúng xảy rồi, ra giống như mặt trời nó lên thì nó chiếu đúng cả vậy. đi, nó khải là nói một cái chuyện nó xảy ra trong đời sống thôi, Dạ dòng chảy trong đời sống thôi, nhưng mà dạ mình nhìn từ bản ngã đó thì mình đã là tôi bị anh thôi hành hả, ngược đãi đó, anh đối xử với tôi dạ tốt, tôi ghét anh là gì rất giận, tất cả những cái đó đấy nó phải được nhìn lại từ góc của, từ cái nhìn của nhất thể, đúng không, từ cái nhìn dạ của nhất thể để mà cởi ra hết những cái tâm thức mặc cảm về dạ về nạn nhân, tôi là nạn nhân, anh là đúng cái rồi kẻ gây 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 hại đúng tôi, rồi hay vậy đó, thế tất cả những cái đó là nó phải được chuyển hóa hết. Yeah. Khi mà mình á, mình chưa hiểu thì mình luôn đánh bóng một cái mác, đóng mác cái cột cái à, tôi đấy là tôi bị thì là tôi khổ. Đúng rồi. tôi bị khổ, nếu mà đấy chỉ là cái bị thôi, đấy chỉ là một cái mà giống như là một cái chương trình nó được set up ra rồi, một cái máy tính ấy, mà nó sẽ đáp cái công chức năng như vậy, nó gặp cái mà lệnh như vậy thì nó sẽ thể hiện ra cái công năng như thế, à, những cái chương trình như vậy thì nó chỉ là một cái automatic. À, chứ nó không có một cái chủ thể nào đấy trong đấy. Đúng rồi, không có một cái Ừ. tôi mà hành hạ Không cái có tôi cái khác nạn nữa. nhân. À, Dạ dạ không có nạn nhân, tức là không có cái dạ tôi, dạ mà không có cái người làm hại cái người kia, đúng tức rồi là không ạ, có đúng hai, rồi, mình nghĩ là có hai cái tôi, đúng vô không, ngã. vô Dạ ngã, không bao giờ thành cái bài mình đăng đấy mới đây đó, đó là nói về cái, nó là gì, một cái ấn tượng với cái tôi thôi, chứ nó không bao giờ thực sự có một cái tôi, đúng và người ta hiểu, người ta tưởng là rồi có cái tôi thành mới khổ như vậy đấy đấy. đấy đúng rồi ạ. Trong cái mà mình thích, cái mà cái khái niệm ở bên 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 công giáo hoặc là bên bên tin lành đó, là cái luật tội lỗi nguyên thủy đó, tức là cái sai lầm, mình gọi là sai lầm nguyên thủy cho nó dễ, nó nhẹ bớt, là gì, là nghĩ có cái tôi đó, mình nghĩ cái đó là sai lầm nguyên thủy đó, đúng không, Đúng rồi, đúng ai cũng vậy. nghĩ tôi đấy, mà bây giờ mổ mổ cái tôi ra để mà tìm cái tôi làm đâu, không thấy, đúng không, mổ tất cả mọi tế bào mổ ra hết, không thấy cái Không có tôi nào đâu cái hết, nhưng mà mọi người đều nói là tôi này, chỉ có cái người mình nói tôi này đó, ai cũng nghĩ mình là cái cơ thể này, hoặc là mình những cái suy nghĩ suy tư trong đầu mình, đúng không, mình là những cái dạ suy tư bị viên mang trong đầu mình tối ngày, phê bình người này phê bình kia, tôi đó, tôi phê bình anh, tôi phê bình mọi người đó, câu chuyện á, nhiều câu chuyện lắm. cho nên là cho nên mình nói là giống như là mình khi mà mình nhận thức được cái, nhận thức được cái sự thật đấy, thì mình sẽ được giải phóng khỏi chính mình, giải phóng khỏi khỏi cái của cái bản ngã đấy. Là Đúng rồi mình đúng rồi, và mình có thể mình quan sát một cái cuộc cãi vã hả, của hai người, nhân chứng trở nhân à đúng, mình chứng nên nhân chứng, đúng và nhiều khi mình chỉ cần đứng yên thôi, không cần phải nói gì không? cả, không cần phải Dạ khuyên gì cả, chỉ đứng yên thôi dạ và nhìn, thì tự nhiên hai người kia sẽ thấy ủa mình làm cái gì vậy, tại sao mình cãi nhau làm chi vậy đó, đó tức là cái nhân chứng nó có tính chất giống như mặt trời đấy, mà nó dòi vào xương đó, xương buổi sáng mà nó còn mơ mặt trời lên cái nó tiếng nó tan rồi, tất cả những cái nó cái dần cái vô minh nó tan rồi, hay như vậy đó. Nhưng mà cái chỗ này á, em thấy là cái chỗ này á, khi mà một cái người tỉnh thức mà nhiều khi họ có thể là họ họ chưa tới á, thì họ dễ bị nhầm lẫn một cái là ồ, tôi không liên quan đến cái sự việc đó, à, tôi không hoàn toàn tham gia vào sự việc đó, cái đấy là cái sự, em hiểu là cái sự nhầm lẫn, Đúng rồi. à, không phải là mình không thể nào mình không hoàn toàn tham gia được, mình vẫn tham gia, nhưng mà với tham gia dưới cái phương diện giống như là chỉ là một cái tạm thời, một cái mà nó ứng xử một cách tự nhiên thôi, giống như bây giờ mình khi mình chạy xe ngoài đường là mình phải cẩn thận, mình phải chú ý để xanh đèn đỏ, không không bị tai nạn các thứ, thì đấy là điều tất nhiên mình phải làm thôi, nhưng mình không có quá là stress vào vấn đề đó, mình là người, mình có thể là nhân chứng nhưng mà mình vẫn phải tham gia vào cuộc chơi đó, nhưng mình không có cái ta trong đó. Em hiểu theo như là như vậy, thế anh chỗ nhầm lẫn rồi đấy. Thì anh nghĩ đó, ví dụ như mình nghĩ á, bây giờ một người đó mà cái cá tánh của họ trước khi họ tỉnh thức á, nó là gì, ôi đó là không phải chuyện của tôi, thì anh nghĩ cái đó nó vẫn tiếp tục sau cái tỉnh thức, tại vì cái đó là một cái thói quen mà, thành như em nói đó, có thể cái đó cái thói quen nó vẫn còn đó, thành lúc mình tỉnh thức xong rồi nó là ồ cái chuyện họ là họ đánh nhau, họ chạm nhau đâu phải chuyện của tôi đâu, anh nghĩ vậy đó, từ cái thói quen suy tư từ cái cá thể nó vẫn còn đó, mà như anh nói đó, cái mà
cái tỉnh thức nó không phải là một lần xảy ra và tất cả mọi cái miền tâm thức trong một người nó được chuyển hóa một lúc, đúng không? Đúng Nó phải quá rồi, đúng trình mà rồi. đi qua những cái bước mà mình nhảy vọt, mình nhảy băng đó, mình phải đi qua lại cái đó và mình chuyển hóa từng vùng một, từng cái thói quen một. Đúng rồi. Cho nên là trong 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 kinh, thì cũng nói là giống như là cái người với tỉnh thức thì giống như có nhiều giai đoạn, ví dụ là mình đầu thai 7 kiếp, à, mình còn tái sanh là 7 kiếp, thì bắt đầu đến rồi là từ 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 nó sáng ra dần dần thì còn 1 kiếp, cuối cùng là giống như là mình giác ngộ hoàn toàn, thì trong kiếp này là mình giống như là mình là trăng rằm, à, mình là trọn vẹn luôn á, à, À đúng không rồi, còn cái gì nữa, đó đúng là giai rồi, đoạn từ từ. đa số, nhưng mà đa số người tỉnh thức ấy, thì nó anh nghĩ nó vẫn chưa có trụ sạch hết đâu, chỉ có giống như cái kiếp cuối cùng đó thì anh Đúng nghĩ nó rồi. mới hoàn toàn thôi, còn đa số đó nó chỉ ví dụ như 70% tỉnh thức, còn 30% còn nghiệp đó, còn những cái thói Đúng quen rồi. cũ, những cái tà Đúng kiến, rồi. những cái quan điểm, những cái vị thế tín ăn này nè. Thế trong gia đình của anh là ngoài ngoài anh ra là thế các thành viên trong gia đình là có trải nghiệm tỉnh thức giống như anh không ạ? À ngộ lắm, anh á thì anh đến từ một gia đình mà cũng là gọi là Phật tử đi, trong Ngọc Trác, nhưng mà chỉ đi 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 chùa những ngày lễ lớn thôi, ví dụ như lễ 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 gì đó, lễ Phật Đản hay lễ Vu Lan mới đi lên chùa nghe giảng thôi, chứ còn bình thường có đi chùa. Thành ra đó anh, lúc mà anh có vấn đề khó khăn trong đời sống hôn nhân đó, lúc đó anh tự đi tìm đường, tìm tìm con đường tâm linh của mình đó, để tìm giúp cho mình đó, tự giúp cho mình đó, thì lúc đó mới thực sự nghiên cứu đó, mới thực tập, mới học hỏi đó và thực tập, chứ còn trước đó không có, chỉ là đọc Phật theo cái gọi là cái tên thôi, không có thực tập. Thì trong nhà anh đó, anh cũng đông anh em lắm, cũng cả 90 người lắm, thì anh có một cậu em ha, cậu em của anh ấy, là nó em nó được bao nhiêu tuổi quá, Em năm nay là 36 tuổi. 36, cậu em của mình sinh năm 1972 thì là cậu bốn mấy tuổi, chắc là cậu bốn mấy tuổi. Thì cậu em của mình đó là hồi mà đi làm trên tàu 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 du khách đó, ở Việt Nam đó, mà đi làm trên mấy cái tàu của Philippines này nào đó, hoặc là Singapore đó, thì anh vì một cái duyên rồi đó, anh gửi cho cậu mấy cái anh gửi cho cậu mấy cái bài bài giảng của thầy Thanh Từ đó, thế Thanh Từ đó, anh thấy cậu em của mình nghe đó lâu lắm, nghe mấy năm đó mà thích lắm, tại vì thầy Thanh Từ nó giảng hay lắm, thì giống như nó có hạt giống sẵn rồi. Thành ra đó, lúc mà cậu em mình có Mỹ đó, là cũng 10, 10, 10 năm sau, 17 năm sau có Mỹ đó, thì là có một lần đó, cậu em kể với mình, em cậu cậu à, cậu em mình kể với mình đó, là em đi coi đá banh ở sân vận động ở Huế đó, Huế có cái sân vận động lớn đó, coi đá banh, thì em bước trật cái chân cái bị té, thì nó lăn, cái người nó lăn xuống những bậc cấp, nhưng mà cái mình kể đó là ủa tự nhiên em thấy em đứng ngoài và em thấy với em lăn, cái người em nó lăn và em ở đây em thấy em lăn. chưa hiểu không, tức là cái thấy nó đứng ra ngoài, nó thấy cái cơ thể nó lăn, thì lúc đó đó là anh đã có những cái trải nghiệm tiềm thức cho mình kể hồi nãy đó, tức là đã thấy tự nhiên mình đứng quanh vòng thiền, tự nhiên thấy ủa mình cũng đây nè, mình nhìn mình. Thì là có nhận thức, và anh cũng có cái thắc mắc ấy, là những cái vị mình đọc những cái thiền ngữ đó, những cái vị thiền sư ngày xưa đó, họ có cái cách để giúp cho học trò mình tỉnh thức, anh rất tò mò cái cách là cách gì, hiểu không, và anh có linh tỉnh đó, nó là chỉ ra cái thấy đó, chỉ ra cái mà nó chứng kiến đó. Thì lúc mà cậu em kể đó, ồ em thấy em lăn 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 lăn, tức là em phải là cái người người trong cái cơ thể đó, mà em đứng ra ngoài thì em thấy người nó lăn lăn lăn. Thì anh mới hỏi đó, vậy thì ai thấy, cái gì thấy? Thế là cậu quay ngược lại, cái từ cái thấy nó nhìn cái cơ thể, bây giờ nó quay ngược lại, cái nó
nó giật, nó tỉnh thức luôn, ghê không? Cậu tỉnh thức là cậu em mình đó, mà từ cái chuyện đó đó, từ cái chuyện kể một cái câu anh nói thôi, ủa về cái gì thấy em lăn, thì tự nhiên nó, thay vì nó thấy, nó nhìn về cái cơ thể, thì tự nhiên nó nhìn ngược lại, thì thằng Tư gọi là phản quang tự kỷ đó ha, phản quang tự kỷ Dạ nó ngược lại đó, nó nhìn ngược lại cái nó giống như thấy cái bầu trời vậy đó, bầu trời tâm đó, dạ dạ thế là nó tỉnh thức luôn. Làm sao biết nó tỉnh thức? Từ đó trở về sau đó cầu dạng mấy cái công án thiền đó vanh vách, dạ trước đó là không biết gì hết trơn ấy. Sau đó cầu dạng vanh vách mà mình cũng rung mình luôn, ghê vậy, ghê vậy đó. Đó là cái mà gọi là chỉnh, cái là chỉnh cỡ chứng đó, mộ, dạ chứng không, cứ, đó là chỉnh cỡ của cái người có tỉnh dạ, thức đó, tức là họ dạ, biết những cái công án đó nghĩa là gì. Bây giờ dạ, cậu nói với anh như cái nó rung mình lắm, cậu cậu ghê lắm. dạ, Công an thì đúng không, lúc mà mình biết dạ, rồi đó, mình có tài thức thì tự nhiên cái hiểu nó rộng thoáng lắm, không, nó mênh mông lắm, dạ, mà đúng những rồi, cái mà không thể hiểu bằng cái đầu óc được, trong trí đúng năng được, rồi, thì bây giờ mới dạ, hiểu đúng không. dạ. Ví dụ Mà cái như sự tỉnh thức giống như kiểu như mình nó từ cái này nó dẫn đến cái kia vậy đó. Khi mà mình tỉnh thức rồi, tự nhiên nhân duyên nó đưa đẩy cho mình sẽ có những cái mà nó trả lời cho mình những câu hỏi mà mình vẫn còn đang đang bỏ ngỏ. Nó sẽ đúng có sự dẫn dắt như vậy. đúng rồi À, nó hay lắm. Từ cái nọ đến cái kia giống như một cái bức tranh vậy đó. À, em à. hay nói là những bức tranh mà các bức tranh mình bây giờ mình đang giống như là mình đang ghép vào cái bức tranh làm sao cho nó được hoàn chỉnh, và tự nhiên cái nhân duyên nó sẽ đưa đẩy cho mình À làm sao để mình điền vào những chỗ trống. đúng rồi, Nó hay lắm, em nghiệm rất nhiều lần cái này rồi. à thì cái mà cái ngẫu nhiên đó nó dài xảy ra nhiều hơn đúng không, xảy ra thường hơn, và thì cái ví dụ hồi này đó anh nghe thì Thanh Tư giảng từ xưa đến giờ đó, rồi đến lúc nghe cái clip về là khám phá vũ trụ đó, À, phó chủ, anh bảo không biết sư ông tỉnh thức năm nào, anh rất là tò mò, thì lúc em trả lời đúng không, đó cái đó là cái thắc mắc đó. Mà anh lên mạng anh kiếm đó thì anh không kiếm ra được là ai nói là ồ cái này sư ông tỉnh thức năm nay này, chỉ là cái mang cái băng này đưa lên năm nay thôi, chứ không không biết cái lịch sử thắc mắc đó, thấy không. Đó ví dụ đó, cái mà bên công giáo hay là bên chỗ tin lành đó đó, hãy hỏi và sẽ được trả lời đúng không, hãy Đúng hỏi rồi, và được gõ trả lời, gõ cửa, gõ cửa gõ thì cửa sẽ sẽ được mở. mở cửa đó, thì cái đó là đúng đúng như vậy đó. Hay. À và mình tự nhiên nó có cái sự cuốn hút của những người tỉnh thức lại với nhau đúng không, mình sẽ Đúng gặp rồi, như đúng rồi. anh Đúng gặp vậy. con này hôm nay rồi đó, Dạ vâng thì ạ, anh đúng đọc ạ. em viết, Đúng anh rồi. thêm đọc, anh thêm viết mấy cái dòng đấy đó, rồi Dạ. anh lên cái Facebook của em anh đọc thôi, phải nói chuyện với người này thôi. mà Vâng, mà nói nó chuyện như kiểu nó rất gọi là là vui không, rất là tự dạ nhiên, vâng ạ, vui, đúng rồi ạ. không có tranh nhau là tôi giỏi hơn anh giỏi hơn Dạ vâng, con hay là con giỏi hơn anh, đúng không, không có tranh nhau, không có áp lực gì hết. đúng rồi, Không không có cần thiết phải làm như vậy, mà đúng mình biết là có những người giỏi hơn mình, ví dụ như anh ha, anh nghe anh rồi, Trí nói chuyện đó, anh đọc những cái post, những cái bài của anh đăng trên trên mạng của anh Johnny Trí dạ Nguyện đó, anh dạ biết là anh học phải học tiếng Việt, Johnny Trí Nguyện, là anh Trí Nguyện dạ nhìn sáng hơn, anh nhìn sáng hơn dạ mình nhiều, thì dạ mình học thôi, mình à, thì cái thái độ mà anh nghĩ thái độ khiêm tốn đó, ai giỏi hơn mình là mình dạ khâm phục đó, cái đó rất là hay, dạ vâng ạ, tại vì người đời đó thường á thấy ai giỏi hơn mình là ganh tị đúng không, đúng rồi mà ganh ạ, tị đó thì sẽ không học được cái hay đúng không, đúng mà rồi mình ạ. ghét người ta đâu, mà xem nếu mình khâm phục á thì mình sẽ khám phá này, ồ để coi người ta giỏi hơn mình vì sao, họ đi làm cái gì thì mới học được đúng không, ta nói cái thái độ mà khiêm tốn mà mình kính trọng người giỏi hơn mình rất là hay, nó giúp cho mình, giúp cho mình làm được những cái người làm được mà mình chưa làm được. Vâng. Hay lắm. Đúng là nhân duyên, em cũng thấy thật là lạ, bởi vì là đúng là tự nhiên anh ép Facebook của em xong rồi nói chuyện thì em thấy xong em cũng đọc comment thì em thấy là anh là em cũng để ý lúc đầu em không để ý, về sau em biết là anh là tác giả dịch của những cái quyển sách mà đấy, thì em bảo mình nhờ cái cuốn sách này mà mình mới có cái khái niệm về tỉnh thức, bây giờ mình được nói chuyện với À đúng rồi, sau này anh gặp nhiều lắm, nhiều những người như vậy lắm, mà cuốn sách đó, đó hình như là xuất bản 2005 hay là 6 gì đó, hay là 2004 gì đó, anh cũng không nhớ tên sách. em cũng không nhớ chính xác. À nhưng mà cái thời gian đó đó anh chưa có trình độ đâu, chưa có trải nghiệm tỉnh thức gì đâu nhiều đâu, xíu này chỗ này chỉ cái chút chút vậy đó,
thành lúc đó mình nói chuyện với ai chắc cũng cũng không có giúp gì được nhau. Bây giờ mười mấy năm sau, 2021, đúng rồi, khoảng 14, 15 năm sau, nó mới đủ 90. Thì thực ra năm này thôi, hồi tháng 6, hồi cuối tháng 5, và tới bây giờ là bao tháng rồi đó. Nó có nhiều trải nghiệm lắm, tỉnh thức, nó càng ngày cái mức độ lớn của nó càng lớn. Em thực ra em cũng mới bước sang, cũng mới thôi, cũng không 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 lâu đâu, cũng chỉ chắc chỉ 1-2 tháng là cùng thôi, là em bắt đầu mới bước sang cái giai đoạn gọi là không còn ôm cái bản à, cái tánh biết là của mình không, bỏ em mới bỏ thôi à, em mới bỏ được 1-2 tháng thôi à, em mới bỏ được là em không còn sở hữu tánh biết Không thể sửa được tâm không biết sở hữu tánh biết nữa, mặc dù mình biết là mặc dù mình biết là tánh biết rồi, biết cái tính chất của nó là cái sự mà trong sáng rộng lặng rồi, nhưng mà mình vẫn cố sở hữu nó để mình soi chiếu, mình quan chiếu. thì anh nghĩ đó thói quen của bà Ngà đó đúng không? Bà Ngà là Đúng từ người rồi, thích sở hữu, đúng rồi, đến khi mà ví dụ như mới đến là đây. cái tánh biết nó như bàn bạc, như không không khí vậy đó, làm sao mình nhốt ra được đúng không? Có ai mà lấy cái hộp mà nhốt không khí được đúng không? Cái chuyện nó vô ích lắm. Tại sao lại, thì tại sao mà em phát hiện ra cái này á, bởi vì sao, vì là em có một cái thắc mắc trước đây, cách đây vài tháng á, là em bảo tại sao khi mà mình ngủ á, khi mình ngủ á, mình nằm mơ cái này cái kia, mà tại sao lúc đấy mình không cảm nhận rõ được cái tánh biết à, khi mình nằm mơ những cái mơ ác mộng hay là những cái mơ mà thế này thế kia, tại sao mình không cảm nhận được cái tánh biết? Thì em bảo tại sao lại thế ra, thì bởi vì lúc đấy em vẫn còn đang có cái khái niệm là em muốn sở hữu tánh biết mà. Đó, thì bảo cho nên cùng sau khi mà em bắt đầu em tìm hiểu, em đọc rồi em bắt đầu em hỏi người này người kia, thì có một số người người ta trả lời cho em, nhưng mà có thì em cũng chưa thỏa mãn. Thì khi mà em tìm được một câu trả lời nhất là em phát hiện ra một cái điều, tức là anh ấy anh trả lời cho em á thì cũng không trực tiếp vào vấn đề đâu. Anh là người bạn em trên Facebook, anh tên là anh Linh Hùng, anh Linh Hùng ở bên đạo đạo tâm linh đạo. Nếu mà em nếu mà anh có thể lên Facebook ha, anh có thể search tên là Linh Hùng Linh đạo Hùng, tâm linh đạo, hoặc là đạo em có tâm thể linh đạo, share cho anh một cái bài viết của anh ấy. xe chân linh Thì hả? em sẽ share cho anh ha, thì anh ấy trả lời cho em cái câu hỏi về cái giấc mơ của em đó, tại sao mà em không thấy được rõ ràng cái giấc mơ của em trong lúc ngủ. Thì anh ấy có trả lời nhưng mà không trực tiếp vào vấn đề, nhưng mà từ những câu trả lời đó của anh thì em mới nhận ra một cái điều là hóa ra tại trước đến nay mình bị sai lầm, mình đang cố gắng sở hữu tánh biết. Thế từ khi mà em nhận ra vấn đề đó, đấy là em mới bảo ủa, thì đúng rồi, bây giờ mình nằm mơ là chuyện của nằm mơ thôi. Cái nằm mơ khi mà cái tiềm thức của mình á, khi ban ngày mình sống, mình tiếp xúc với cái này cái kia, nó in vào não mình rồi mình quên, mình in vào mình không biết, in vào mình không biết, thì khi trong giấc ngủ, giấc mơ đó, thì nó tái hiện lại, nó tái hiện lại. Cái internet ở phía nam nó bị yếu sao mà bây giờ cái em bị kênh nó đứng đây không có. Mất mạng. Anh nghe được không ạ? Bây giờ nghe lại, hồi nãy em nói tới À cái dạ, chuyện à, rồi. mà Dạ, giấc mơ. sầu Dạ. tánh biết ở giấc mơ, Dạ. À, nói tiếp thì thì em ấy bảo là em muốn cố gắng để mình muốn sử dụng tánh biết để mình soi chiếu giấc mơ của mình, để mình thấy biết nó rõ ràng vậy đó. Nhưng mà khi mình bảo mình không thấy được, thì khi mà em ngộ ra, anh nghĩ hơi Linh Hùng trả lời cho em xong như vậy, những cái giấc mơ, những cái tại sao lại như vậy, thì em mới ngộ ra một cái điều là bây giờ giấc mơ là chuyện của giấc mơ, tánh biết là chuyện của tánh biết, mình mơ thì nó vẫn mơ, tánh biết nó vẫn ở đó mà. mới biết Tánh biết được vẫn đúng là không? Mới thấy được cái tánh gì biết, là sản thức mới biết, của tánh biết vẫn ở đó thì mình biết là mình nằm mơ chứ. đúng rồi, đúng rồi, cái đó là khó thấy lắm đó. Đó, thế tại sao mình lại cố gắng mình ở trong tánh biết để mình soi giấc mơ làm chi, nếu không có tánh biết thì làm sao mình biết mình nằm mơ. Đúng Làm đúng sao mình đúng biết mình đang mơ những cái đó, thì đúng từ rồi. cái đó bắt đầu em mới giải thoát khỏi cái vấn đề đó. Hay đó, Đó, thì là cái một cái bước chuyển, đấy là một cái bước chuyển mà em thấy là sự là nó cũng quan trọng đó. Bước đúng chuyển rồi trong cái sự nhận thức của mình, là đúng mình rồi. không còn cố sở hữu tánh biết, mặc dù dù mình đã cảm nhận được nó, như thế cảm nhận được cái tính chất của nó là cái sự rỗng lặng trong sáng, là cái sự tĩnh lặng, nhưng mình không còn cố sở hữu nó nữa, thì mình lúc này là mình hoàn toàn là được giải thoát vậy vậy đó.
không còn cái tôi, không còn cái ta nào để mà sở Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái mà hữu sở hữu đó là một khía cạnh của cái bản ngã, đúng không? cái gì nữa. Để mà cánh của bản Anh ngã đúng thấy không được, ạ? anh thấy được tự nhiên nó vỡ cái đó ra, nó mở được cái Đúng rồi. chỗ trói ra. Dạ, nhưng mà rất vi tế, nó rất là vi tế. Nó Đúng, rất là chính vi xác, tế. vì thế Rất là lắm. vi tế. Nó trốn mà mình phải tìm ra nó. Thì quá trình sau cái tỉnh thức ấy, là thường thường ấy, ít ít người nói tới lắm. Tại vì sao? Cái người tỉnh thức cũng hiếm phải không? Trước đây đấy, bây giờ Dạ. thì anh nghĩ nhiều hơn ngày xưa, nhưng mà ngày Dạ. xưa mình ít 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 nghe được một cái vị mà có cái trải nghiệm tỉnh thức để mà nói cho mình nghe phải không? Dạ, Nhất dạ. nhất là những câu hỏi mà sau cái tỉnh thức ấy, nó đụng phải những Đúng cái gì rồi. phải đó, đụng những Dạ. cái mà gọi là những cái khó khăn trong sau cái tỉnh thức ấy. Dạ. Hiếm Dạ. được ít người để mà giải thích trong đó, tại vì Dạ, họ phải có tỉnh thức. những cái tiến trình mình trải qua Đúng rồi, họ phải đó. có cái, họ phải đi qua cái đó họ mới giúp cho mình được, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Cái này Thì tại anh sao thấy mà bản sau khi thân, à anh nói đi, anh anh nói đi nói ạ. Dạ. Cho nên em nói là tại sao mà sau khi mà tỉnh thức ấy, tự nhiên là mình nhiều khi mình có những cái thôi thúc bên trong mình muốn viết ra. Mình viết những cái bài viết của mình, viết ra những cái trải nghiệm của mình. Thì nó rất là đúng như là rất là thật. Mình thấy như là mình thấy trước mắt mình người ta cho mình viết ra rất là mà có khi mình viết là rất là nhanh. Không có đúng suy rồi. nghĩ nhiều đâu ạ. Đúng rồi, Viết rất đúng là rồi, nhanh. đúng rồi. Rồi tất cả những cái mình chia sẻ các thứ thì mình muốn cho mọi người biết đó. Thì nó kỳ lạ, những khả năng đấy là khả năng mình trước đây mình không có. Và sau khi mình trải nghiệm thì mình có khả năng đấy mình biết Đúng rồi. ra. Những cái clip của anh á, thường thường đó anh thâu sau một cái trải nghiệm tâm linh. Tại vì giống như một cái trải nghiệm tâm linh đó, nó có đi lên và nó có tồn tại xong rồi đi xuống lại, đúng không? Như một người bình thường nào, chứ nó không phải trải nghiệm tỉnh thức mà nó cứ 100% lên tột đỉnh đâu, đúng không? Nó có Đúng lên rồi, xong đúng nó rồi có ạ. xuống. Dạ, Thông dạ. thường á, lúc mà lên á thì mình rất sáng suốt, đúng không? Tại lúc đó là Dạ. tự nhiên mình cắm cắm cái đồ cắm vào nguồn nó rất là rõ. Đúng rồi, đúng Nhưng mà rồi, xuống đúng rồi. á thì nó mờ đi, giống như Đúng rồi. tan đi, giống như là cái tỉnh thức của ta nó trở thành bình thường rồi, nó xuống rồi. Thành ra đó, nhiều người đó họ nói, họ chia sẻ tin tức từ cái chỗ mà trở lại xuống rồi đó, thành hà nói từ ký ức thôi, cho nên cái thực sự với cái cảm nhận về cái nguồn á, tức là nó không còn sáng suốt nữa, không còn rõ ràng nữa. Đúng vậy, đúng Thành vậy. ra đó anh không có dám thâu những lúc mà anh không không có cắm vào cái nguồn nó sáng, Dạ, dạ. anh mình nói là từ ký ức thôi, nó không có hay đâu, Dạ. không có biểu lộ được cái tâm tư lúc đó đâu. Dạ. Anh đang thấy ít thâu là vậy đó, tại vì không có gì hết, em mình biết có lúc thâu được, có lúc Dạ. nên thâu, đúng Đúng không? rồi, dạ vâng ạ, đúng rồi. Giống như mình viết cũng vậy thôi. Khi mà mình cái lúc mình viết mình rất sáng suốt, nhưng mà khi mà mình bảo mình viết lại mình không viết được nữa. Đúng rồi, Không biết được lại nữa. đúng rồi, Chỉ trong khoảng khắc đó thôi. đúng rồi, mà ai nhờ mình viết một cái gì đó đó mà lúc đó chưa có, chưa cái đó nó cái tỉnh thức nó chưa có mặt á, cũng Dạ. viết được, mình chỉ dùng Không ký biết ức thôi được. đâu, dùng ký ức mình viết nó không ra cái gì hết trơn, Đúng giờ rồi ạ, đúng rồi. thì trong quá trình mà sau cái tỉnh thức anh thấy có nhiều người mắc mắc phải những cái vấn đề đó, là cái tranh nhau của bạn ạ, à, cái hơn thua đó, và còn Dạ. Yeah. cái tôi tâm À đúng linh đó, rồi. cái đó Đúng vậy. nó rất là vi Dạ. tế, Yeah. mà như khi ra rồi nói xấu nhau nữa, chê rồi nói xấu Yeah. ọp đấy, mình nghĩ trời ơi, sao mà xấu xí vậy. Nếu mà thực sự có tỉnh thức ấy, thì làm sao mà có cái chuyện là tôi hơn anh hơn tôi được, đúng không? Có thể cái người đó, tức là cái biểu hiện của cái tâm ấy, của cái nguồn chung ấy, nó biểu hiện qua cái người đó, và có thể cái người đó cái nguồn tiếp xúc nó mạnh hơn, sáng hơn thì họ nói rõ hơn, đúng không? Còn Dạ. mình nó hơi đi qua những cái gì, những cái gì đó mà nó trung gian rồi, nó yếu đi, Dạ. thành ra Dạ. nó vấn đề thời gian thôi, đâu thực tập thôi, mình có cái gì Dạ. mà chưa cởi trói được đó, cho mình đó, Vâng. mình thực tập thế nào nó cũng mở ra và nó sáng Dạ. hơn. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì người ta không thấy được cái tôi tâm linh đó, nó vi tế lắm, Dạ. họ đâm ra làm những cái mà nó như vậy đó, tranh nhau, tranh cạnh tranh, cạnh tranh tình thức, Cạnh cạnh tranh thương mại, thế tình thức tranh cũng cạnh tranh chết rồi tình thức. đó, đó đó thật đấy, đấy nó. Giống như Rồi là nhiều, mình khi mà mình kiểu như mình sẽ cảm nhận được cái nếu mà cái tỉnh thức mà sâu một xíu thì mình sẽ cảm nhận được những cái vi tế
Còn nếu mà mới tỉnh thức thì những cái thô ráp thì mình chỉ thấy những cái thô ráp, những cái Đúng vi rồi. tế bên trong mình chưa thấy được. Đúng rồi. Những cái ví dụ bây giờ nóng giận cái là bình thường, cái người có thể chưa tỉnh thức thì thậm chí họ không biết, họ đồng hóa mình với cái cảm giác nóng giận rồi. Nhưng mà cái người tỉnh thức thì mới tỉnh thức thì có thể khi nóng giận một cái mình, vì nó quá thô ráp đi, cái cảm xúc nó quá thô ráp thì mình nhận thấy ngay. Nhưng mà ví dụ như nó chỉ là một cái gì mơ hồ thôi, không thích thôi, hoặc là hiểu không? Tức là nó nếu mà nó thành ghét bỏ đó thì mình dễ thấy đúng không, nhưng mà nó chỉ mơ hồ giống như không thích thôi thì nó chưa có rõ. Mà nếu một người mà chưa có nhạy bén đó thì không thấy được cái mơ hồ đó, có cái gì không ổn đó. Cái đó, cái đó đây như này này, cái đó thì em cảm nhận được, em có cái trải nghiệm như này này. Tức là khi mà cái trạng thái mà nó quá vi tế như vậy rồi, thì lúc đấy là thường thường em sẽ thấy được nó dưới cái dạng giống như là cái lý trí. Cái gì? Cái lý trí của mình thường thường là nó sẽ cao cấp hơn một xíu với cảm xúc. Lý trí nó sẽ cao cấp hơn cảm xúc thì với mình thấy được cái lý trí, thấy được luôn những cái suy nghĩ mà nó suy nghĩ đắn đo, nó phân tích. Cái lý trí thì thường thường là em thấy cái đó. Thấy cái não của mình nó tư duy. Nó suy nghĩ, nó phân tích thì mình thấy được cái đấy là tương đối vi tế, cái đấy là cái nó không biểu hiện ra bên ngoài. Mặc dù khi mà mình bây giờ đáng ra mình nóng giận mình sẽ phản ứng này nọ thứ, nhưng mà mình vì có lý trí cho nên mình kìm nén cái đó lại, nhưng mình phải thấy cả cái, em thấy luôn cả cái kìm nén đó, thấy luôn cả cái sự kìm nén đó. Nhiều khi anh thì giống như là mình trong đời sống ngày đó, nhiều khi mình bần trĩ về một cái gì đó đó, anh những cái biểu hiện mơ hồ như vậy đó, mình có bần trĩ đó, hiểu không? Mình bần tâm về cái gì đó mình không có nhận ra, nhưng mà rồi đó cái biết ấy, nó hay lắm, nó nhớ lại là hôm nay đó có cái chuyện như vậy, và có cái gì nó chưa có định hình rõ, hiểu không? Nó chưa trở thành một cái giận hay là một cái ghét bỏ, nó chưa chưa có đủ tường hình, hiểu không? Không không biểu hiện thành một cái cảm xúc, nó chỉ lên mỗi cái nhấp nhấp nhấp, nó từ gì nó lên thôi, chứ có rõ lắm, có thể là một cái phản từ gì nào thấy nó lên một cái gì đó, nó từ nó mới mơ hồ thôi, chưa có nhận ra được. Nhưng mà trong cái trường của cái biết á, nó nhận ra được cái đó, nó nhận ra được cái nhúc nhích, cái gì đó bấp máy đúng không, nó có cái gì nó bấp máy, nó giống như bây giờ Chớp cái chớp, vùng chớp chớp. à, chấp chấp đúng đúng bây giờ giống như là em thấy cái vùng thị trường của anh, nếu anh tâm táo được đồ này thì nếu ai đưa cái tay vào đây đó mình sẽ thấy đúng không, mình nhìn trước đây mình sẽ thấy nó có cái gì này đó, thì anh nói như vậy đó, tức là cái tâm của mình đó có những biểu hiện mà nó mơ hồ đó, nó rất là vi tế, mà nếu mà mình nắm được á, mà mình lần xuống mình nắm được rồi mình đi theo nó đó, thì mình sẽ thấy một cái gì nó cái rõ ràng hơn đúng không, ví dụ như Đồ sộ là về sau. đúng rồi đó, giống như tảng băng mà nó nổi chút xíu lên mặt nước ha, nó dữ là bự lắm, dữ là một cái gì rất là bự từ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mà quá trình đó, quá trình vấn đề là gì, từ ám nghĩ đó, cái mà có thể người ta thiếu đó là nó là thành thật với chính mình thôi đó, cái đó là cái mà nó giúp cho mình thấy được những cái vi tế đó. Ví dụ thôi, ví dụ như anh nói chuyện với em hôm nay thì tự nhiên sau nói chuyện á, tự nhiên nó có cái gì mơ hồ mà nhìn ra có thể là ủa, có thể là anh ví dụ thôi, có thể là ủa sao mà em giỏi vậy, mà tại sao anh giỏi vậy, ví dụ như vậy đó, nó không có rõ ha, nó chỉ mơ hồ cái gì đó ví dụ như vậy đó, nó thành Là cái những đấy là những cái mà tư duy, những cái suy nghĩ mà mình nó nổi lên để cho mình thấy, nó nổi lên cho mình thấy để mình để cho nó giống như là để được chiếu soi vậy. đúng rồi đúng rồi. Và cái quá trình mà nó thanh lọc tâm ha, sau khi tỉnh thức nó thanh lọc tâm, nó thanh lọc những cái chỗ mà chưa được tỉnh thức, cái đó chính là cái mà phải làm đó. Anh nghe đó, có nhiều người phải mất mấy chục năm đó, mới thanh lọc hết, Đúng mới rồi. mới mới thực sự, mà ngày xưa thì họ lên núi và họ đi chỉ mới ẩn tu coi như là để mà khỏi có bị phân tán đó Cắt ha, cắt hoàn toàn luôn, cắt đúng hoàn rồi, toàn mới mới tập trung vào bên trong được để mà soi chiếu và luôn. chuyển hóa những cái biết chuyển hóa.
nhưng thời nay thì nó hơi khó, nhưng mà anh nghĩ Dạ. cái sống và đời sống nó thế nào nó cũng ra, nó cũng xì ra Đúng đúng không, rồi ạ. những cái gì mà chưa chuyển Dạ. hóa thế nào nó cũng ra cho mình thấy. Dạ.